Chào các bạn, hôm nay mình là tối thứ bảy cuối tuần. Và cũng là hôm nay là mùng 9 Tết rồi đúng không? Nên mình live stream về cái chủ đề là làm sạch cơ thể để chúng ta có năng lượng bắt đầu một năm mới. Rất là tuyệt vời. Sau cái thời gian nghỉ Tết dài thì phần lớn là chúng ta bị ì, chúng ta bị mất năng lượng. Rất là nhiều bạn comment với mình, alo với mình, nhắn tin cho mình, nói ăn Tết vô nó mất năng lượng quá. Một phần thì chúng ta có cái kỳ nghỉ dài, một phần nữa là do trong cái thời gian Tết á, chúng ta ăn uống đồ buông xả dữ quá, quậy dữ quá, đâm ra cái cơ thể chúng ta nó tích lũy nhiều cái chất độc. Và trong cái cơ thể nó tích lũy nhiều chất độc thì nó sẽ như thế nào ạ? Nó sẽ nó làm cho chúng ta nó không có năng lượng. Và để chúng ta bắt đầu một cái năng lượng mới thì chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải thải độc cái cơ thể của mình ra. Thì cái năng lượng của chúng ta nó mới sạch đi, cái sức khỏe chúng ta nó mới sạch đi. Thì lúc đó cái năng lượng chúng ta nó mới bắt đầu tốt được. Và để chúng ta bắt đầu cho một cái năm mới nó tuyệt vời được. Những ngày đầu tiên của năm mới này, mình hay nói với các bạn là cái năng lượng của một ngày, cái năng lượng trong một tiếng đồng hồ đầu của một ngày, nó là chất lượng năng lượng và làm việc của bạn của cả một ngày đó. Tức là một tiếng đồng hồ đầu tiên của một ngày đó, nó là chất lượng của cả một ngày đó. Thì cái năng lượng ngay ngày làm việc đầu năm của bạn, nó cũng là cái chất lượng làm việc của bạn của cả một năm đó. Nó là mới ngày đầu năm mà các bạn bắt đầu một cách ì ẻ ỏi là cái điều đó nó không tốt chút xíu nào, nó báo hiệu cho một năm nay là các bạn sẽ ì ẻ ỏi vậy. Nên là chúng ta cần phải có những cái sự chuẩn bị. Nên là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tối hôm nay các bạn đã xem cái đoạn live stream này. Và chào các bạn. Và bây giờ chúng ta gặp nhau, chúng ta chào nhau đi. Chúng ta chào nhau. Chúng ta chào nhau, cùng nhau chúng ta chào nhau để mình sẵn sàng mình live stream đến các bạn, chia sẻ cái chủ đề rất là đặc biệt này. Và các bạn mời bạn bè mình vào, những người mà họ không có năng lượng á, họ làm việc không có năng lượng nữa, các bạn mời vào. Mình chào bạn Trần Lê Bảo Duy, chào bạn Vũ Hoàng, chào bạn Tâm Phạm, các bạn ở khu vực vùng miền nào thì các bạn comment xuống. Chào bạn Luyện, sáng mùng 1 em vẫn chạy bộ bình thường như mọi ngày, rất là tuyệt vời. Em đã chuẩn bị cho mình một cái năng lượng rất là tuyệt vời bạn Luyện ơi. Các bạn đang ở cái khu vực nào thì các bạn comment xuống. Và các bạn nhớ chia sẻ cái live stream này, bấm vào chia sẻ đi. Để cho nhiều người biết nữa, mình giúp ích mọi người mà. Những cái kiến thức này, kiến thức mà chúng ta càng chia sẻ thì nó càng lan tỏa thôi các bạn ơi. Bấm vào live stream đi. Bấm vào cái nút chia sẻ và bắt đầu chia sẻ đến nhiều người. Em rất thích đầu năm được đi du lịch Dubai cùng với gia đình thầy, rất tuyệt vời. Vâng, vừa rồi mình với bạn Liên Phương, công ty gỗ Woodland ở Bình Dương, đã có chuyến đi du lịch Dubai rất là tuyệt vời. Chào bạn Trần Thị Hiên, Tết rồi mới gặp bạn, giờ mới thấy bạn lên live stream. Chào bạn Ngọc Huyền, chào bạn Lê Hữu Luyện ở Biên Hòa. Ok, đầu năm chúng ta gặp lại, các bạn rất là tuyệt vời. Chào bạn Vũ Hoàng ở Hà Tĩnh, các bạn ở rất là nhiều vùng miền. Bạn Ngọc Huyền, bạn ở khu vực nào thì bạn comment lên và chúng ta chia sẻ cái live stream này. Chúng ta cái live stream này mình bắt đầu mình nói là chúng ta có 5 điểm rất là quan trọng mà các bạn phải lưu ý ở trong này. 5 điểm rất là quan trọng mà các bạn phải lưu ý để chúng ta thải độc cái cơ thể của chúng ta ra đi. Thải độc cơ thể, vì sao phải thải độc? Bởi vì chúng ta có những ngày lễ Tết và chúng ta ăn rất là nhiều thứ vào, đặc biệt là nước ngọt, đặc biệt là bánh ngọt, đặc biệt là những cái món của ngày Tết nó liên quan như thịt mỡ, đặc biệt là mấy anh nam thì uống vì bạn bè, vì bà con, vì rất là nhiều người uống rất là nhiều cái thứ rượu, đồ rất là nhiều thứ, bia cũng rất là nhiều, nó tạo ra một cái chất độc trong cơ thể của mình. Chào bạn Liên Phương Hoàng, chào bạn Thủy Bùi. Bạn nào mà lần đầu tiên biết đến mình thì các bạn nên kết bạn với mình, làm quen với mình. Các bạn Facebook với mình, các bạn giới thiệu của mình đi. Nếu mà lần đầu tiên biết đến mình, điều này rất là tuyệt vời. Bởi vì chúng ta mới có duyên thì chúng ta mới gặp nhau ở trên cái live stream này. Nếu mà chúng ta không có duyên thì chúng ta không có gặp nhau đâu.
Và sau đó các bạn bấm chia sẻ cái live stream này, các bạn giới thiệu về mình, họ tên của mình, hiện tại bạn kinh doanh cái lĩnh vực gì, ở cái khu vực nào, để những bạn đang xem live stream này cũng biết đến bạn luôn. Và các bạn xem những cái comment trong live stream này, các bạn thấy ai phù hợp thì các bạn làm quen với nhau luôn. Các bạn cũng giới thiệu là các bạn kinh doanh lĩnh vực gì. Mình cũng giới thiệu với các bạn mà làm mình tên là Nguyễn Thế Duy, và hiện tại thì mình sở hữu cái trung tâm đào tạo B-Training chuyên giúp cho các bạn khởi nghiệp. Mình cũng là tác giả của hai quyển sách Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và đó, cái đó là giới thiệu của mình. Và các bạn cũng giới thiệu đi, người quen người lạ gì chúng ta cũng vẫn giới thiệu lên trên này. Bạn Hùng Phước, bạn thì bạn cũng giới thiệu lên để cho mọi người biết bạn đang làm gì, và bạn có muốn mở rộng hệ thống đại lý không, và bạn muốn ra khởi nghiệp không, hoặc là bạn vướng một cái gì đó, thì bạn cứ comment ở lên trên này thì mọi người sẽ như thế nào. Mọi người sẽ cùng nhau chúng ta làm quen với nhau. Chào bạn Trần Mao Đà Lạt. Các bạn hãy comment ở trên này, ghi rõ họ tên của mình xuống, lĩnh vực kinh doanh của mình là cái gì, trang web của bạn là gì, bạn đang bị vướng về nhân viên hay là bạn đang bị vướng về khách hàng, càng mở rộng cái gì, thì mọi người ở trên này họ cùng xem live stream này, họ sẽ biết về các bạn, và mình cũng biết về các bạn, và các bạn cũng biết về mình. Chúng ta làm quen với nhau thôi, không có cái gì hết, không có cái gì mà chúng ta phải ngại hết. Thế giới bây giờ là thông qua công nghệ, thông qua cái Facebook này, thông qua họ cho chúng ta live stream này mà chúng ta biết về nhau, nên chúng ta giới thiệu và chúng ta làm quen nhau. Và mỗi người, các bạn nào đó bấm chia sẻ cái live stream này ra để cho nhiều người cùng biết, các bạn cùng comment vào ở dưới để cho nhiều người cùng biết đến cái live stream này, và đồng nghĩa mọi người cũng biết về bạn luôn, và thế là chúng ta làm quen với nhau. Ok không các bạn ơi? Ở trên tinh thần chúng ta nó là như vậy, nên là chúng ta cứ thoải mái làm việc với nhau trong có hết. Các bạn vướng cái gì thì các bạn cứ comment hỏi câu hỏi cho mình, ok chưa? Các bạn bắt đầu đi, comment đi, và mình lại nói tiếp. Vậy thì để chúng ta thải độc cái cơ thể của mình ra, thì cái điều thứ nhất các bạn ghi vô là sáng ngày chúng ta phải dậy khoảng từ 5 giờ 5 rưỡi, hoặc bạn nào trễ nhất là 6 giờ sáng thức dậy, mãi giờ 5 giờ hoặc 5 giờ rưỡi, trễ nhất là 6 giờ sáng. Cái điều đầu tiên là chúng ta phải thức dậy sớm. Dĩ nhiên mà các bạn nào mà đã quen cái kỳ Tết đó, thức khuya rồi rồi thì các bạn dậy sớm rất là khó. Chào bạn Lương Riêng Cát, ok chưa? Không biết chúng ta đã biết nhau chưa? Nếu lần đầu tiên mà các bạn xem live stream này thì các bạn hãy làm quen với mình nha, cứ nói Facebook với mình. Và bạn nào đó chưa chia sẻ live stream thì chia sẻ live stream đi, và giới thiệu cho nhiều người cùng xem live stream để chúng ta là bạn với nhau, ok chưa? Chào bạn Khánh Ly, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì cái điều đầu tiên mà nói bạn là thức dậy từ 5 giờ rưỡi hoặc là 6 giờ sáng để chúng ta làm gì chúng ta tập thể dục. Chúng ta tập thể dục, thứ nhất là chúng ta lấy lại cái năng lượng, cái thứ hai là chúng ta tập thể dục để cho nó chảy mồ hôi. Chảy mồ hôi là nó thải cái chất độc ra. Nếu mà các bạn không tập thể dục để nó chảy mồ hôi thì cái chất độc của chúng ta nó không được thải ra, và chất độc nó không được thải ra thì cơ thể chúng ta nó rất là ì. Chào bạn Nguyễn Hưng, bạn ở cái khu vực nào thì bạn comment vô luôn. Bạn Nguyễn Thị Liên Phương, kinh doanh gỗ ở Thuận An. Bạn Ngọc Huyền, ở gần tương tác nhé em. Ok, các bạn cứ theo dõi cái comment này. Các bạn hãy chạy bộ hoặc là tập thể dục hoặc là làm cái gì đó, chạy bộ thì tốt, để gì để cái cơ thể của ta nó rất là đều, và các bạn phải chạy làm sao nó đổ mồ hôi để gì để cái chất độc thông qua mồ hôi nó được đẩy ra ngoài. Chất độc thông qua mồ hôi nó được đẩy ra ngoài. Đó là điều thứ nhất mà các bạn phải làm, thông qua mồ hôi nó đẩy ra ngoài. Chào bạn Võ Hồng Minh, rất là tuyệt vời. Chào bạn Minh năm mới. Ok, bạn Minh là kinh doanh lĩnh vực gì, bạn cũng giới thiệu lo luôn để cho mọi người cùng biết bạn đang kinh doanh lĩnh vực gì. Một số bạn đang xem live stream này thì tại sao các bạn không giới thiệu mình đi? Bạn Minh nhớ chia sẻ cái live stream về nhà các bạn luôn nha bạn Minh ơi, để mọi người biết nhau cùng xem cái live stream này.
Bạn Khánh Ly chưa thấy bạn chia sẻ, bạn Hùng Phước chưa thấy bạn chia sẻ, các bạn chia sẻ đi và giới thiệu về mình đi. À, cái đó là cái điểm thứ nhất, tức là chúng ta phải dậy sớm, chúng ta tập thể dục để nó đổ mồ hôi, và khi nó đổ mồ hôi thì bắt đầu cái chất độc nó thải ra. Bạn Ngọc Huyền, em kinh doanh cái gì thì em cũng giới thiệu về lĩnh vực của em đi. Các bạn dùng chưa? Có một cái thứ hai nữa, nếu mà chúng ta không tập thể dục thì có thể là chúng ta dùng thiền. Thiền, có một số bạn thì quen về thiền. Các bạn nào đã quen về thiền rồi thì các bạn có thể là ngồi thiền, ngồi thiền khoảng ít nhất là 30 phút. Thì thiền là cái cách mà chúng ta thải độc qua hơi thở, chúng ta làm cho máu huyết chúng ta nó điều hòa. Thiền nó cũng giúp cho chúng ta relax đi, nó giúp cho chúng ta cái suy nghĩ nó nhẹ nhàng ra. Thiền cũng là một cái cách rất là tốt để chúng ta thải độc. Người ta gọi là thiền là một cái dạng là thể dục về tâm trí. Chào bạn Đỗ Thúy, ok. Rất vui làm quen bạn Đỗ Thúy, ok. Bạn giới thiệu về bạn đi, bạn kinh doanh lĩnh vực gì, ngành nghề gì. Và bạn nhớ bấm vào cái live stream, chia sẻ cái live stream về trang nhà các bạn để cho nhiều người cùng biết nữa. Cảm ơn bạn Đỗ Thúy rất là nhiều. Thì có một số người họ thiền là một cái cách mà thể dục về tâm trí, và cũng thông qua cái hơi thở của chúng ta thì cái chất độc nó sẽ được ra, và máu huyết chúng ta nó điều hòa hơn để nó thải chất độc ra được tốt hơn. Sáng nay em cũng chạy bộ từ 1,5 đến 2, có đủ không tài? Ok, phải ít nhất là 3 km, bạn Luyện ơi. Nếu mà bạn chạy có 2 km thì bạn bé Bambi nhà mình còn chạy được 3 km, nó chạy lúp xúp dưới ba mà nó chạy được 3 km đó. Chào bạn Nguyễn Huyền, ok. Rất vui chào bạn Nguyễn Huyền. Bạn giới thiệu về bạn kinh doanh lĩnh vực gì, bạn giới thiệu lên này để cho mọi người cùng biết luôn. Vậy là vừa rồi mà nói cái điều thứ nhất. Bây giờ tới cái điều thứ hai. Cái điều thứ hai là sau khi chúng ta tập thể dục xong ra vào á, thì chúng ta uống cho chúng ta một cái ly nước, uống ngay chúng ta cho một ly nước sạch. Em chưa đi kinh doanh gì ạ? Em chỉ làm blogger, em xem và học hỏi chuẩn bị kinh doanh. Ok. Rất là ủng hộ bạn Đỗ Thúy ra kinh doanh. Nếu mà bạn kinh doanh thì rất là tuyệt vời. Còn nếu mà bạn chưa biết kinh doanh gì thì bạn hãy liên hệ với mình, inbox với mình. Mình sẽ tặng cho bạn một cái lớp học làm chủ doanh nghiệp miễn phí. Để bạn đi học. Để bạn biết cách. Bạn Đỗ Thúy với không biết không ạ? Rất là ủng hộ bạn chọn cái con đường làm kinh doanh. Rất là tuyệt vời. Kinh doanh nó rất là đơn giản khi chúng ta biết cách, còn nó khi mà các bạn không biết cách thì nó rất là khó, giống như chúng ta lái xe vậy á. Biết cách thì nó dễ, không biết cách thì nó rất là khó. Chào bạn Hoàng Minh, bạn giới thiệu rất là tuyệt vời. Bạn chuyên là cung cấp máy photocopy dành cho cơ quan doanh nghiệp. Các bạn nào quan tâm máy photocopy thì liên hệ bạn Linh. Chào bạn Phạm Văn Thể. Ok, rất lâu rồi chưa gặp bạn Thể. Ok chưa? Bạn chia sẻ cái livestream này. Bạn Đỗ Thủy thì bạn inbox cho mình, nếu mà bạn ở Sài Gòn hoặc là bạn ở Bình Dương, bạn có thể chạy về Sài Gòn được thì bạn tham gia cái lớp học mình tặng cho bạn miễn phí. Còn bạn ở xa thì bạn cũng inbox cho mình. Em chào cả nhà, em kinh doanh mua bán đồ gỗ cao cấp tại Long Bình, An Giang. Ok, bạn Huyền Nguyễn ở mãi tới An Giang luôn, rất là tuyệt vời. Rất vui làm quen với bạn Nguyễn Huyền. Bạn có chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. Bạn nhớ các bạn Facebook với mình để chúng ta cùng nhau biết. Bây giờ rồi. Cái thứ hai, mà nói tới cái thứ hai, sau khi chạy về rồi á, là các bạn làm một cái ly nước lọc, bạn uống vào liền, cái ly nước lọc uống liền, để nó xúc mồ hôi của bạn, nó đẩy cái chất độc trong người của chúng ta, nó đẩy rượu, bia rồi lâu nay chúng ta uống ra. Em xem video của thầy có thêm nhiều động lực lắm thầy ạ. Ok, rất là tuyệt vời bạn Đỗ Thúy. Không biết là bạn ở cái khu vực nào, bạn giới thiệu lên đi để cho mọi người cùng biết luôn. Nó đẩy cái chất độc, nó đẩy cái chất độc cơ thể của chúng ta ra, đẩy chất độc ra. Hoặc nếu mà bạn nào mà không quen uống nước lọc thì có thể là bạn làm ly nước chanh. Ok chưa? Ly nước chanh. Để các bạn làm một ly nước chanh uống cho đã vào, nó đẩy cái chất độc trong người của chúng ta ra. Ok chưa? Và khi các bạn uống á, quan trọng là các bạn uống á, các bạn phải nhắc nhở cho cái tiềm thức mình, các bạn nhắc nhở cho cái bộ não của mình. Thầy ơi, sao hôm nay em chia sẻ không được. Ok, được các em. Nhiều người chia sẻ mà. Chào bạn Ngọc Châu, ok chưa? Em cứ bấm vào nút chia sẻ thôi. Cứ bình tĩnh làm thôi em, chứ không có gì. Bạn Lê Thị Ngọc Huyền, bạn kinh doanh hoa giấy hăng mát. Ok, rất rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời.
À, các bạn nào mà quan tâm hai dán mắt thì liên hệ với bạn Ngọc Huyền ha. À, thì các bạn như thế nào ạ? Khi chúng ta uống nước thì chúng ta hình dung, chúng ta tưởng tượng là chúng ta đang uống một cái ly nước mát lạnh rất là ngon, mát lạnh. À, để gì ạ? Để chúng ta uống vào để cho cái cơ thể chúng ta được thải độc ra. À, thải độc ra. À, em ở Thủ Đức thầy ạ, trước Tết em có học video của thầy nên hỗ trợ chồng kinh doanh hạt điều ạ. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn Đỗ Thúy, bạn đã tương tác với mình rồi. À, không biết là bạn đã đọc cái quyển sách của mình chưa? À, Vượt Biển Lớn, hoặc mỗi ngày một chút thôi. Bạn Đỗ Thúy, bạn đọc cái quyển sách chưa? Nếu mà bạn đọc rồi thì nó hỗ trợ cho bạn rất là nhiều nữa. À, sách nói về kinh doanh thôi. Và bạn ở gần đây thì bạn cũng nên liên hệ với mình, inbox số điện thoại cho mình và sắp xếp thời gian để đi học. Mình sẽ tặng cho bạn cái lớp đó để bạn hình dung được. À. À, ok. Chào bạn Trương Long Nhật, chào bạn Trương Ngọc Ảnh, chào bạn anh Huy Lê. Ok, chào anh Huy Lê, kinh doanh nước mắm. Ok chưa? Rồi. Mình lại quay tiếp. Khi mà chúng ta uống nước á, chúng ta hình dung chúng ta đang uống một ly nước rất là mát lạnh, rất là ngon, rất là ngọt. Ok chưa? À. À, uống vào để cho nó đã, để mà thông qua cái nước đó đó nó như thế nào ạ? À? Nó đẩy cái chất độc của chúng ta ra. À, các bạn hình dung chưa? Cái đó là cái điều thứ hai. Thế là vừa rồi mình chia sẻ tới điều thứ mấy rồi các bạn ơi? Mình chia sẻ tới điều số mấy rồi? À, và các bạn thấy những gì mình chia sẻ có hữu ích không ạ? À? Nếu mà hữu ích thì các bạn comment xuống, các bạn thấy hữu ích. À, các bạn thấy tuyệt vời thì các bạn comment xuống, các bạn thấy điều này nó rất là tuyệt vời. À, bây giờ thì mình chưa chia sẻ cho nhau đâu, mới đầu xuân chúng ta thoải mái đi. Chúng ta chia sẻ những cái lĩnh vực về sức khỏe rồi cho nó tốt luôn. Kinh doanh mình sẽ chia sẻ sau, ít bữa mình rảnh mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều. À, ok chưa? Thông qua Facebook này thì các bạn cũng phải là quen nhau. À, chào các bạn, ok, chào bạn Tâm Hội, ok. À, cảm ơn bạn rất nhiều. À, vậy thì vâng, bạn Đồ Thúy nó rất là tuyệt vời, cảm ơn bạn Đồ Thúy rất là nhiều. À, bữa nào thầy Duy chia sẻ cổ phiếu đi thầy ơi. Ok, mình tập trung mạnh vào làm kinh doanh và cho các bạn khởi nghiệp. À, mình không có mất tập trung đâu bạn Nguyễn Nhật ơi. Ok chưa? À, hãy tập trung, làm gì cũng phải tập trung, lang bang là không có tốt. À, chào bạn Trần Thành Trung, ok, rất là tuyệt vời. Bạn Trần Thành Trung có cái bài giới thiệu rất là tuyệt vời, cảm ơn các bạn rất là nhiệt tình. Các bạn đã có những bài giới thiệu rất là tuyệt vời về các bạn rồi. Sau đó cái thứ ba là các bạn cần chuẩn bị cho mình cái bữa ăn sáng. Cái bữa ăn sáng trong ngày là cái bữa ăn sáng rất là quan trọng. À, chào bạn An, Châu Ngọc An, chào bạn Võ Đình Phụng. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì nhớ chia sẻ live stream này và làm quen với mình. Chào bạn Văn Tiền, bạn nhớ chia sẻ cái live stream, bấm vào nút chia sẻ cái live stream nha. Mình kiểm tra thử đã được bao nhiêu bạn chia sẻ cái live stream này rồi. Ok chưa? Được bao nhiêu bạn chia sẻ rồi. Chúng ta cùng nhau chia sẻ để cho nhiều người biết. Cái thứ hai là các bạn phải lưu lại để các bạn nhớ nữa. 21 bạn chia sẻ rồi, rất là tuyệt vời. Và có một số bạn giới thiệu về mình rất là tốt, như bạn Trần Thanh Trung nè, bạn Nguyễn Thị Liên Phương nè, bạn Ngọc Huyền nè, các bạn giới thiệu về mình rất là tốt. À, bạn Đỗ Thủy nè, bạn đang cũng đang giới thiệu về mình rất là tốt. À, hiện là blogger Việt Anh song ngữ. Ok, nếu mà bạn Đỗ Thủy bạn liên hệ với bên mình nữa thì bạn sẽ có cái cách làm rất là tốt hơn nữa. À, ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình lại tiếp. Các bạn cần chuẩn bị một bữa ăn sáng rất là lành mạnh. Cái bữa ăn sáng của một ngày là cái bữa ăn sáng nó vô cùng quan trọng, vì cả một đêm đó chúng ta ngủ là chúng ta kéo dài tới cả 10 tiếng đồng hồ. Từ lúc mà chúng ta ăn sáng cho tới chúng ta ngủ dậy, chúng ta thức dậy, nó hơn 10 tiếng đồng hồ các bạn, hơn 10 tiếng đồng hồ, tới 12 tiếng đồng hồ lận. Nên là cơ thể chúng ta nó cần cung cấp một cái năng lượng. Nên là mà nói các bạn tuyệt đối không được bỏ bữa ăn sáng. Bởi vì sao? Chúng ta bắt ngày một ngày mới nó phải tràn đầy năng lượng, và năng lượng đó phải là năng lượng sạch. Nên các bạn hạn chế ăn sáng những cái gì liên quan đến tinh bột. Ok chưa? À, hạn chế cái bữa chế độ ăn sáng liên quan tới tinh bột, mà phải là những cái thực phẩm sạch ngon. À, bắt đầu một ngày mới với thực phẩm sạch ngon. Bạn nào có tủ lạnh thì mua tủ lạnh. Ok, chào bạn Quốc Thông ở Cần Thơ. À, bạn viết giới thiệu về mình đi ạ. À, chào bạn Võ Hồng Tuyền, ok. À, các bạn nhớ viết giới thiệu của mình đi ạ. À, và các bạn như thế nào ạ? À? Các bạn cần có chào bạn Tình Giang Giáo, ok.
rất là nhiệt tình, lời chúc của bạn tình rất là tuyệt vời. Chúc em một năm mới cực kỳ khát khao, cực kỳ thú vị, và một năm mới nó rất là ý nghĩa đối với bạn, đối với em nhé, bạn tình nha. Chào bạn Giáp Văn Tuyên, bạn ở ngoài Hà Nội. Tất cả các bạn giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh của các bạn đi, các bạn giới thiệu lên trên Facebook này luôn để mọi người cùng biết về nhau. Thì chúng ta chuẩn bị cái buổi ăn sáng. Cái buổi ăn sáng này các bạn hạn chế tinh bột, mà nó phải có vitamin nhiều. Điều đó có nghĩa là nó liên quan với rau củ quả, nó có protein. Protein nghĩa là, tóm lại là các bạn làm một cái tô phở rồi đó, là nó rất là tuyệt vời. Trong tô phở các bạn có bỏ rau rác rồi nhiều, các bạn có thịt bò rồi nữa, hoặc là các bạn làm cho mình một cái ổ trứng ốc la, nhưng mà nhớ có rau rác nữa. Nhớ có rau rác nữa. Ok. Bạn tình, không có gì bạn. Chào bạn Nguyễn Thành Hoang. Ok chưa? Nếu mà bạn nào mà lần đầu tiên mà biết đến mình thì các bạn nên nhớ chia sẻ livestream này và các bạn làm quen với mình nhé. Nhớ các bạn Facebook với mình. Tại vì chúng ta mới có dịp là chúng ta làm quen với nhau. Chào bạn Nguyễn Bá Huy. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn Tuyên, em giới thiệu về em đi à. Chào bạn Nguyễn Thành Hoang, bạn giới thiệu về mình đi à. Vâng. Ok, rất là năng lượng bạn Giáp Văn Tuyên ơi. Ok. Thì chúng ta cần có một cái bữa ăn rất là lành mạnh. Để chúng ta bắt đầu một ngày mới. Mà khi các bạn ăn á, các bạn phải gì ạ? Phải hình dung trong đầu mình là nó ngon. Nó ngon, một bữa ăn nó rất là tuyệt vời. Chúc thầy năm mới vạn sự như ý, luôn trẻ đẹp như bây giờ thầy nha. Ok, cảm ơn bạn Tuyên rất là nhiều. Cái lời chúc của bạn rất là thú vị. Ok, cảm ơn bạn Tuyên nhé. Tuyệt vời. Ok, chúc em năm nay có baby. Baby rất là tuyệt vời. Bạn Tuyên ghi số điện thoại đồ của mình vào nữa để cho mọi người cùng biết. Bạn Tuyên ơi, em ở khu vực nào nữa để báo cho mọi người cùng biết. Rồi, vậy là vừa rồi là mình chia sẻ đến cái thứ ba rồi. Bây giờ cái thứ tư. Thì cả một ngày đó các bạn cần có cho mình những cái tách trà. Nếu mà các bạn chịu khó uống nước trà xanh đó, thì nó tuyệt vời nữa để nó thải độc. Trà xanh, nước trà xanh là một trong những cái nước mà trà xanh bằng lá. Tức là các bạn ra chợ các bạn mua cái lá trà xanh đó. Rồi các bạn về các bạn nấu rồi các bạn uống. Thì các bạn uống cái ngày đó thì nó giúp cho cơ thể chúng ta thải độc cực tốt. Các bạn hãy làm liền đi. Mấy cái này là đừng có, các bạn chỉ nấu một lần là uống cả ngày được. Để cho cái cơ thể của chúng ta nó được đẩy cái chất độc ra rất là nhanh. Để làm sạch cái cơ thể của chúng ta đi mà, để cơ thể chúng ta rất là khỏe. Các bạn thấy có rất là nhiều người lớn tuổi, họ chỉ cần uống những cái nước trà xanh thôi mà các bạn thấy cái cơ thể họ rất là khỏe, bởi vì nó thải độc thôi. Chào bạn Thị Lý. Ok, em kinh doanh cái gì thì em comment vô luôn. Chào bạn Thanh Thủy ở ngoài Ninh Hòa. Bạn kinh doanh lĩnh vực gì thì bạn cũng comment vô luôn, giới thiệu cho nhiều người trên livestream này cùng biết về lĩnh vực kinh doanh của các bạn để chúng ta làm quen với nhau. Và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream này và các bạn kết bạn làm quen với mình. Các bạn hình dung chưa? Ok chưa? Bốn là uống nước trà xanh, đúng rồi bạn Minh ơi, em hãy làm như vậy đi. Thì cái cơ thể của em nó được sạch đi, nó được thải cái chất độc, những cái chất mỡ, các bạn biết không? Ngày Tết mà chúng ta ăn mà, chất mỡ rất là nhiều, chất ngọt rất là nhiều. Và chúng ta uống rượu đồ quá nhiều, uống bia quá nhiều. Thì có cái nước trà xanh vô, nó lọc hết đi và nó làm cho cơ thể chúng ta nó sạch ra. Và tự nhiên năng lượng của chúng ta nó phục hồi lên. Lá trà có thuốc phun không thầy? Ok, thuốc phun thì không được không được rồi. Trà mà không có thuốc phun chứ trà thuốc phun nguy hiểm lắm. Trà thuốc phun rất là nguy hiểm bạn liền ơi. Ok, bạn hỏi tới cái trà thuốc phun thì rồi. Cái thứ hai là nếu bạn nào mà ngồi máy lạnh đi làm á, cái thứ năm vừa rồi bắt đầu mình chia sẻ tới cái thứ năm rồi. Bạn nào mà đi làm mà ngồi máy lạnh, ok chưa, thì ít cử động, và đặc biệt là bạn lên mà bạn làm ở cái thế ngồi không thì nó không có tốt. Tại cái cơ thể chúng ta nó bị ì và nó không có thải được chất độc. Thì các bạn phải chịu khó rời ra khỏi cơ thể của mình. Rời ra khỏi cứ ngồi một chập thì chúng ta rời ra khỏi cái chỗ mình. Và các bạn đi tới đi lui vận động cơ thể. Đừng có ngồi yên một chỗ hoài, cơ thể nó bị động, nó bị ứ chất độc, nó làm nhiều nó không có cơ tốt.
À, chào bạn Bùi Thanh Triển, rất là tuyệt vời. Em tên Triển, em ở thành phố Hồ Chí Minh, em kinh doanh máy tập hít thở và thiết bị mổ tim, rất là tuyệt vời bạn Triển. Ok, bạn chia sẻ cái live stream chưa? Nhớ bấm vào cái nút chia sẻ cái live stream của mình đi. Bạn lần đầu tiên biết mình thì bạn hãy chia sẻ live stream và làm quen với mình nhé. Nhớ kết bạn với mình. Bạn nhớ kết bạn với mình nha. Để chúng ta cùng nhau kết nối với nhau. Và các bạn nên đi tới đi lui, đừng có ngồi y một chỗ lâu quá. Các bạn thấy mình live stream với các bạn mà thỉnh thoảng á, mình cũng đi tới đi lui nè. Nếu mà mình ngồi y một chỗ mà cả một tiếng đồng hồ mà live stream với các bạn thì cái điều đó nó không tốt chút xíu nào. Máu huyết chúng ta nó bị tắc nghẽn ở một cái chỗ nào đó, điều đó nó không có tốt chút xíu nào. Nên chúng ta cần phải đi tới đi lui. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nó là chào bạn Nguyễn Hồng. Ok, rất là tuyệt vời. Em chia sẻ cái live stream chưa Hồng ơi? Em chia sẻ live stream về cái của em đi. Bạn Giáp Văn Tiên, bạn Tiên ở ngoài kia, bạn chia sẻ cái live stream chưa? Bạn Đỗ Thủy, ok chưa? Rất là tuyệt vời. Vậy thì những cái lợi ích khi chúng ta tẩy độc cái cơ thể của chúng ta, những cái lợi ích các bạn ghi, những cái lợi ích này, lợi ích thứ nhất nè là nó giữ cho cái cơ thể của chúng ta cái form người nó rất là chuẩn. Các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy mình không ạ? Mình 42, 43 tuổi rồi mà mình cái bụng của mình á, các bạn thấy không ạ? Mình không có bụng. Các bạn thấy không ạ? Mình không có bụng. Mấy ông mà như mình á là bụng nhiều lắm. Mấy ông mà như mình là bụng nhiều, mà các ông nào mà bụng bự là các bạn thấy mấy ông nó yếu lắm, yếu xìu à. Do mình tập thể dục nè và mình thải độc cơ thể tốt nè, nó là hầu như là hiện tại mình không có bụng, cái bụng mình nó láng ngò. 42, 43 tuổi những người như vậy thì họ khỏe lắm, sức khỏe họ tốt lắm. Chào bạn Cao Thị Mai. Ok, bạn giới thiệu về mình đi. Bạn biết mình trước đây chưa? Nếu lần đầu tiên bạn biết mình thì chúng ta cùng nhau làm quen. Rất vui làm quen với bạn. Chào bạn Nguyễn Thị Loan. Ok, lâu quá không gặp em. Em đang ở nhà để xem livestream mà rất là tuyệt vời. Vậy thì những lợi ích khi chúng ta tẩy độc cơ thể, lợi ích thứ nhất nó là gì? Nó làm cho cái thân hình và cơ thể chúng ta nó chuẩn ra, nó không bị sồi sề. Ok, bạn Nguyễn Hồng, bạn rất là tuyệt vời. Bạn chia sẻ vào các cái nhóm, rất là tuyệt vời. Em rất là tuyệt vời, ok chưa? Cái thứ hai là nó cải thiện được cái sinh lực của chúng ta, gọi là cái sức khỏe, cái sinh lực, cái sức đề kháng và cái năng lượng làm việc của chúng ta mỗi ngày, cái lợi ích của nó. Các bạn biết là mỗi ngày mà chúng ta thức dậy mà chúng ta không có năng lượng thì các bạn thấy nó trì trệ liền. Và khi chúng ta thải độc cơ thể thì cơ thể chúng ta nó luôn năng lượng. Nên cái sức khỏe chúng ta nó tốt lắm. Và chúng ta làm việc tốt, hăng say ra, năng lượng của chúng ta tuyệt vời ra. Đó là lý do mà các bạn cần phải làm nhiều. Các bạn nào làm lĩnh vực gì, các bạn kinh doanh lĩnh vực gì thì các bạn comment xuống đi. Các bạn xem mà các bạn không comment thì mọi người cũng không có biết về bạn. Và chúng ta không có kết nối được với nhau. Nếu các bạn nào xem đang live stream thì các bạn nên comment xuống, các bạn giới thiệu về mình. Thầy 42 tuổi rồi mà trẻ lắm. Em biết thầy từ năm 2012 đến nay, thầy vẫn như vậy, không già đi chút xíu nào. Thầy luyện thể lực là số 1. Ok. Bạn Tiền rất là tuyệt vời. Đúng là mình thì vẫn cứ vậy. Mình vẫn cứ vậy. Mình tại vì mình tập thể dục liên tục mà. Cái thứ ba nữa là khi chúng ta thải độc cơ thể của chúng ta ra thì cái hệ tuần hoàn máu của chúng ta rất là tốt các bạn. Nó lưu thông tốt lắm. Lưu thông rất là tốt. Cái thứ ba là cái hô hấp, cái hít thở của chúng ta nó tốt. Cái thứ tư là tiết niệu nè, luôn cả cái đường sinh dục của chúng ta nè, gan thận máu của ta nè, nó rất là sạch và nó rất là tuyệt vời. Đó là những cái lợi ích. Các bạn hiểu chưa? Cái lợi ích của chúng ta nó rất là lớn khi chúng ta thải độc cơ thể của mình. Cái lợi ích tiếp theo nữa đó là nó làm cho tinh thần chúng ta luôn phấn chấn, trí nhớ của chúng ta luôn luôn tốt, và nó tạo ra cái sự tập trung rất là cao. Chào bạn Phan Văn Hùng, chào bạn Bùi Văn Trúc, chào bạn Trung đã nướng. Ok chưa? Tết năm nay Trung ăn Tết kỹ quá nên không thấy em đâu. Chào bạn Phan Văn Hùng, ok chưa? Chào bạn Nguyễn Hồng, ok chưa? Chào bạn Bùi Văn Trúc, ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ bấm chia sẻ cái live stream này luôn đi. Bạn nào chưa chia sẻ live stream thì bấm vào cái nút chia sẻ, nó chia sẻ cái live stream về
nhà của các bạn. Thứ nhất là bạn lưu được cái đoạn live stream này, cái thứ hai nữa là bạn làm quen với mình, cái thứ ba nữa là những cái người bạn của bạn mà ai vào cái live stream này họ thấy á, thì tự nhiên họ làm quen được với các bạn, họ có nội dung để họ xem. Chào bạn Lê Đức Vĩnh Long, ok chưa, không biết là chúng ta có dịp làm quen với nhau chưa. Chào bạn Bảo Dương, ok. Chào bạn Trang Nguyễn, ok chưa. Nếu chúng ta có dịp làm quen với nhau rồi thì rất là tuyệt vời. Còn hoặc là đây là lần đầu tiên các bạn biết đến mình thì các bạn comment xuống, các bạn nhớ chia sẻ đoạn livestream, các bạn nhớ làm quen với mình nhé. Bởi vì lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà, nên các bạn nhớ làm quen với nhau. Mình lại quay lại tiếp những cái lợi ích tiếp theo là nó làm cho cái tinh thần chúng ta rất là phấn chấn, cái trí nhớ chúng ta tốt và nó tạo ra sự tập trung cao độ. Tại vì cái sức khỏe chúng ta tốt nó tạo ra cho ta cái sự tập trung. Tiếp theo là nó giúp cho chúng ta ổn định nhịp tim, ổn định đường huyết, ok, ổn định huyết áp. Và cái tiếp theo nữa là nó giúp cho ta nâng cao hệ miễn dịch, cái nghĩa là cái sự đề kháng chúng ta với môi trường nó tốt hơn. Chào bạn Diệp Châu, ok chưa. Rất vui làm quen với bạn Diệp Châu. Các bạn Diệp Châu cũng giới thiệu về mình bằng cách các bạn comment xuống dưới comment đi ạ. Chào bạn Mai Thị, ok, rất vui làm quen với bạn và bạn comment, bạn giới thiệu về mình xuống bên dưới đi ạ. Vậy là vừa rồi mình gửi đến các bạn, mình gửi đến các bạn những cái lợi ích, tức là mình nói với các bạn là chúng ta phải thải độc cái cơ thể của chúng ta ra đi, bởi vì qua cái Tết này thì chúng ta đưa rất là nhiều cái chất không tốt vào cơ thể của chúng ta, nên là để đầu năm rất là tốt thì chúng ta phải thải độc cơ thể của chúng ta đi. Và khi chúng ta thải độc cơ thể của ta đi thì các bạn thấy nó có rất là nhiều những cái lợi ích, nó rất là tuyệt vời đó, các bạn có thấy không ạ? Rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ tiếp không ạ? Nếu các bạn sẵn sàng chia sẻ tiếp thì các bạn comment xuống là các bạn nói là sẵn sàng tiếp đi. Các bạn nói chia sẻ nữa đi. Các bạn comment xuống. Và mình sẽ nói với các bạn là một cái thực đơn mà giúp cho chúng ta thải độc mỗi ngày luôn. Và các bạn chia sẻ cái livestream này đến về trang nhà các bạn nữa để cho nhiều người cùng biết. Và bạn nào gần lần đầu tiên biết mình thì các bạn, nếu mà các bạn muốn khát khao ra khởi nghiệp thì các bạn hãy liên hệ inbox với mình. Hello gái Trúc, ok. Và mình cũng là tác giả của hai cái quyển sách này. Sẵn cơ hội giới thiệu đến các bạn là quyển Vượt Biển Lớn, Cách Đi Lên Của Người Khởi Nghiệp Từ Năm Xu, và quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Bạn nào muốn sở hữu hai cái quyển sách này thì các bạn inbox cho mình và mình sẽ gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền của đất nước. Chỉ cần cái số điện thoại là mình sẽ gửi được cho các bạn liền, ok chưa. Và cảm ơn các bạn rất nhiều khi các bạn mong muốn ra khởi nghiệp và các bạn sơ cứu quyển sách này. Chào bạn Lễ Xuân, chào bạn Phạm Trúc, ok chưa, em đã có hai em rồi, thầy rất là tuyệt vời. Chào bạn Lê Thảo Nguyên, ok. Vậy thì bây giờ mình lại nói tiếp một cái thực đơn để chúng ta thải độc, nghĩa là thứ nhất nè, mỗi sáng chúng ta cần gì ạ? Chúng ta cần phải đưa cái thực đơn thải độc vào trong cơ thể của chúng ta. Em mới đọc hồi chiều mỗi ngày một chút thôi, ok. Em đọc em thấy như thế nào bạn Huệ ơi? Bạn Phạm Trúc hay lắm thầy, ok, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Phạm Trúc rất là nhiều. Bạn đã sơ quyển sách và bạn nói những cái lời hay, rất là tuyệt vời. Em đã có và bữa về quê quên mang về, ok. Bạn Tâm Hội, bạn Nhung Lớp, thầy sao không chào em? Bây giờ mới thấy bạn Nhung Lớp, ok, bây giờ mới thấy, ok. Và bạn Phạm Trúc đã chia sẻ livestream này chưa, và bạn Nhung Lớp đã chia sẻ chưa? Bạn Huệ, em có 6 quyển mua tặng một người thân luôn hả thầy? Ok, bạn Huệ rất là tuyệt vời. Bạn Thừa Lý, em hai cuốn rất tuyệt, em đã có hai tài sản đó rồi, ok. Rất là tuyệt vời bạn Thừa Lý. Bạn Eli Hà, ok, chào bạn Eli Hà, rất vui làm quen với bạn. Bạn giới thiệu về mình đi, bạn comment xuống luôn để mọi người cùng nhau biết. Bây giờ mình lại nói tiếp. Chị vẫn chưa đăng ký đi Đà Lạt như cô, ok. Bạn Nguyễn Hâm chưa biết bạn comment như thế nào, ok rồi. Vậy thì chúng ta cần có cái thực đơn buổi sáng là thực đơn thải độc. Thứ nhất là thực đơn buổi sáng. Vậy thì chúng ta cần có cho mình một cái ly nước lọc rất là tuyệt vời, chúng ta cần có cho mình ly nước chanh rất là tuyệt vời, hoặc là chúng ta cần có mình những cái ly cốc thai. Những cái ly cốc thai đó là có thể là trà gừng, ok chưa, có thể là
Ok chưa? Học é. Ok chưa? Hoặc có thể là một cái ly nước rồi nước mà nó liên quan đến trái cây, tức là cái buổi sáng chúng ta cần uống và đưa những cái thực phẩm thải độc vào trong cơ thể của mình. Đó là thực đơn buổi sáng. Cái điều thứ nhất mà các bạn phải nắm được đó là cái thực đơn buổi sáng. Các bạn cần phải gì ạ? Phải đưa những cái gì ạ? Cái thực đơn buổi sáng nó phải tinh nguyên, và khi uống những cái đó vào, các bạn phải hình dung trong cái bộ não của mình, trong cái tiềm thức của mình là các bạn đang có gì ạ? Đang có đang hình dung đang uống một cái ly nước lọc nó rất là ngon, hoặc là một ly nước chanh nó rất là tuyệt vời, giống như là từ thiên nhiên á. Nó ngon, nó ngọt, nó mát, và nó rất là tuyệt vời. Cái thứ hai đó là các bạn cần chuẩn bị cho mình những cái chén súp, súp toàn là trái cây, súp với canh khô qua, hoặc là súp với rau cải, ok chưa? Hoặc là với gì, với bắp cải, ok, rất là nhiều loại. Hoặc là với gì, với cà rốt, ok chưa? Cần có cho mình những cái nước súp, cái chén nước súp để chúng ta chuẩn bị cho mình một cái buổi sáng nó rất là trong lành. Những cái thực phẩm này nó vào trong cơ thể của chúng ta thì nó giúp cho chúng ta đẩy gì, đẩy cái chất độc ra, nó làm cho cơ thể chúng ta nó khỏe, nó tinh túy ra. Chứ không chúng ta đưa tinh bột nó vào nhiều quá thì cái cơ thể của chúng ta nó không có được tốt. Hoặc là chúng ta ăn những cái chất nó có nhiều đường quá thì nó cũng không có được tốt. Nó là các bạn cần phải có cho mình những cái gọi là những cái thực phẩm buổi sáng nó rất là tuyệt vời. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ, các bạn thấy những điều này nó có hữu ích không? Hữu ích thì các bạn comment xuống, các bạn thấy điều này nó rất là hữu ích, nó rất là tuyệt vời, các bạn comment xuống đi. Đẩy cái cơ thể, cái chất độc của chúng ta ra. Và bạn nào mà lần đầu tiên xem livestream của mình thì các bạn hãy nhớ chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, hãy kết bạn làm quen với mình, hãy inbox cho mình. Bạn nào thắc mắc cái gì thì hãy inbox cho mình, hãy hỏi làm quen với mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cái tiếp theo nữa là một ngày đó các bạn nên có cái thực phẩm ăn rau củ quả nhiều vào. Các bạn nên ăn rau củ quả nhiều. Bản thân mình thì mình thực đơn của mình là mình cũng ăn rau củ quả nhiều, mình hạn chế thịt lắm. Trong cái thực đơn ăn hàng ngày của mình á, nó khoảng 5-10% là thịt. Mình hạn chế ăn thịt ghê lắm. Mình báo cho các bạn biết, và mình đã làm cái việc này nhiều năm rồi. Mình không phải là người ăn chay, mình không phải là người ăn chay, mình nói bạn mình không phải là người ăn chay nha, nhưng mà mình là hạn chế ăn thịt. Dù có đi ăn tiệc đồ đi nữa thì mình vẫn ưu tiên ăn rau rồi không à. Mình không phải là người ăn chay. Và nó là các bạn cần phải có cho mình một cái thực đơn rất là lành mạnh. Buổi sáng em uống nước bữa ăn 1 giờ. Ok thưa thầy. Rất là tuyệt vời thầy ơi. Chào thầy rất là hữu ích. Ok. Cảm ơn bạn Mai rất là nhiều, cảm ơn bạn Huyền Nguyễn rất là nhiều. Thì các bạn hãy nhớ thức ăn mỗi ngày của mình. Có nhiều bạn lại nói với mình rằng là chúng ta ăn rau củ quả thì chúng ta không có đủ chất, xương của chúng ta nó sẽ không có bự. Chúng ta sẽ thiếu chất. No, mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy này nha. Con bò nó có ăn thịt ăn cá không? Nó ăn cỏ 100% mà nó có bự không? Thậm chí chúng ta còn vắt sữa bò chúng ta uống. Bạn hình dung chưa? Thậm chí chúng ta còn vắt sữa bò chúng ta uống. Nó có ăn thịt ăn cá đâu, nó có ăn protein như mình đâu. Các bạn ăn cái gì các bạn ăn thì cơ thể của chúng ta, thực sự các bạn ăn thịt vào thì không phải là cơ thể chúng ta nó hấp thụ thịt, mà nó hấp thụ cái chất. Nghĩa là nó tinh lọc ra hết đi, rồi nó lấy đúng cái chất của nó đưa vào trong cơ thể của chúng ta. Em thường xuyên ăn cơm bụi, vậy có cách gì để thích nghi không thầy? Em chưa có trọ ổn định. Ok, bạn nhung lớp, bạn nên ăn tối về bạn chuẩn bị cho mình những rau củ quả, bạn nấu, bạn bỏ theo cái cà mèn và bạn xắt đi. Thì vậy thì nó tốt. Các bạn hình dung chưa? Như cái con bò, con ngựa nó ăn cỏ không à, mà các bạn thấy có xương rồi nó bự không?
xương nó bự. À, các bạn hiểu chưa? Nó có thiếu chất đâu. Buổi buổi sáng nên là cái chúng ta nói rằng là chúng ta phải ăn cái ABC, không phải rau củ quả nó đủ hết chất. À, không những đủ hết chất mà nó rất là tuyệt vời. Cơ thể chúng ta đằng nào nó cũng lấy những cái chất đó. Bạn ăn thịt bò vào thì nó cũng lọc hết rồi, nó lấy đúng cái chất đó nó vào. Các bạn có ăn cái gì đi nữa thì nó cũng phải nó cũng lọc hết, nó lấy đúng cái chất đó nó đưa vào. Bạn hiểu chưa? Thì chúng ta ăn rau củ quả thì nó dễ lọc hơn. À, nó dễ lọc hơn. À, cái cơ thể chúng ta nó ít tốt ra rồi và nó đưa vào nó dễ hơn. Nếu các bạn ăn thịt bò, các bạn ăn thịt thì theo thì con bò nó phải ăn rau củ quả đó, rồi từ rau củ quả nó biến thành cây thịt, đúng không? Rồi chúng ta mới ăn cái thịt của nó. Các bạn hiểu chưa? Nghĩa là cái cơ thể chúng ta nó phải lọc hết cái thịt con bò để nó ra mấy cái chất đó, và mà cái chất đó được tinh tế từ đâu? Từ rau củ quả. Tại con bò nó ăn rau củ quả mà. Bạn hình dung chưa? Vậy thì tại sao chúng ta không được trực tiếp ăn rau củ quả luôn? Tại sao chúng ta phải ăn thịt bò rồi cơ thể chúng ta nó mới lọc thịt bò rồi mới ra được cái chất, rồi nó lọc luôn, nó rất là tốn, rất là nhiều tầng nó mới ra được. Nên là cái cơ thể của chúng ta nó thải ra một đống cái chất gì à? Cái chất dư thừa nó nằm ở trong cái thịt bò đó. Nên là tại sao là người ta nói ăn thịt đồ nhiều là nó không có tốt, nó là vậy đó. À, mà chúng ta ăn rau củ quả nhiều thì nó mới là tốt. Vậy thì các bạn cần có một cái thực đơn lành mạnh mỗi ngày, nghĩa là chúng ta ăn rau củ quả trái cây rồi nhiều hơn và ăn thịt đồ ít đi. Và các bạn tính đi, mấy năm nay mình đã làm như vậy rồi. Có nhiều bạn nói thấy mình lúc nào mình cũng không có mập. Mình nói mình không có mập đâu, tại vì mình đâu có ăn rau củ quả, mình đâu có ăn thịt đồ nhiều đâu. À, mình chỉ ăn rau quả cái thực đơn của mình. Và bạn nào mà thỉnh thoảng hay đi ăn với mình á, các bạn quan sát á, các bạn sẽ thấy là mình toàn là ăn rau củ quả không à. Mình đã nói là mình không có ăn chay, nhưng mà mình lựa ưu tiên rau củ quả mình ăn không à. Còn thịt kêu ra mình để đó, mình nhắm cho vui, mình ăn chút xíu thôi. Không phải là mình không thích thịt, mà mình biết là những cái thực phẩm đó vào thì nó sẽ không có tốt cho mình lắm. À, ok chưa? Nên là cái cơ thể chúng ta nó rất là cần nó như vậy. Nên là các bạn cần phải có cho mình gì à? Những cái bữa ăn nó rất là lành mạnh để cho cơ thể của chúng ta nó tốt ra, nó khỏe ra các bạn ơi. Tóm lại là chúng ta cần phải có cơ thể chúng ta khỏe ra. Cần hạn chế loại bỏ một số thức ăn sau này. Các bạn cần phải hạn chế và loại bỏ này. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ tiếp nữa chưa? Thì các bạn comment xuống, các bạn nói là sẵn sàng đi. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống, các bạn làm quen với mình. Mình cũng rất vui làm quen với các bạn. Bạn nào chưa chia sẻ cái live stream này thì các bạn cũng làm ơn bấm chia sẻ đi. Để thứ nhất là về các bạn lưu cái đoạn live stream này về để các bạn nhớ, các bạn xem lại. Chào bạn Linh Thảo, rất vui làm quen bạn. Và các bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì chúng ta cùng nhau làm quen nhé. Các bạn comment xuống và các bạn làm quen. Các bạn đừng có im lặng. Thứ nhất nè, khi các bạn mà ăn thịt gà, thịt heo đồ đó, đặc biệt là chân gà, chân heo đồ đó nha, nó rất là nguy hiểm. Bởi vì để cái chân nó trắng á, người ta hay dùng một cái bột, người ta gọi là bột tẩy trắng. Nên là các bạn phải lưu ý nó. Tiếp đi thầy, ok. Cảm ơn bạn Nhung. Dạy ẩm thực, ok, bạn dạy ẩm thực, không biết là bạn tên gì, thấy bạn mới vào xem. Ok chưa? Vậy thì các bạn nên hạn chế ăn những cái chân gà đồ đó. Bạn Lê Tấn Phước rất vui làm quen với bạn. Thì người ta hay dùng các loại hóa chất để người ta tẩy trắng đi, và các hóa chất đó các bạn vào trong cơ thể nguy hiểm lắm. Thế là cứ ăn rau củ quả đi. Cái thứ hai là đường. Đường các bạn, đường á, đường tinh chế, cái cơ thể của ta ăn nhiều đường nó không tốt, nó hư hết, nó hư các tế bào đồ hết. Trái cây ở Bách Hóa Xanh rất ok. Vâng, bạn Nhật, đúng rồi, bạn Nhật, ok. Chúng ta hãy tìm trái cây ở Bách Hóa Xanh hoặc là trái cây ở các cái siêu thị lớn, thì phần nhiều á được các cái nhà cung cấp lớn đó họ tuyển lựa hết rồi, họ tuyển lựa rất là kỹ. Nên là phần lớn là chúng ta ăn những cái trái cây đó rất là tuyệt vời, ngon. Ok chưa? Được người ta tưởng lượng, người ta trồng rất là kỹ. Hạn chế ăn đường nha các bạn. Chúng ta đừng có ăn đường nhiều. Các bạn ăn đường nhiều quá thì nó
cái cơ thể của chúng ta nó phì lắm, hạn chế ăn đường. Trong trái cây chúng ta ăn nó đã có đường trong đó rồi đó các bạn ạ. Muối ăn, muối các bạn, muối hột á, chúng ta ăn mặn quá thì nó cũng không có tốt. Vừa rồi mình đi Dubai, thì những cái thức ăn bên Dubai rất là tuyệt vời, thì nó rất là lạc, nó lạc lắm. Thì bởi vì bên đó cái người đạo Hồi thì họ hạn chế ăn cho nó lạc ghê lắm. So với người Việt chúng ta là họ ăn lạc. Người Việt của chúng ta thì thiên về miền Nam thì chúng ta ăn độ ngọt nhiều, mà thiên về miền Trung thì chúng ta ăn độ mặn nhiều. Cái khẩu vị ở bên Dubai nó nhạt lắm, nó rất là nhạt, gọi là lạc á các bạn. Cái điều đó tốt các bạn, rất tốt. Nếu mà chúng ta mà quen ăn nhạt như vậy thì tốt lắm, thật sự rất là tốt. Chất béo, ok chưa, chất béo. Chúng ta hạn chế ăn những sản phẩm chất béo bằng vỏ đình phụng. Bằng vỏ đình phụng, ok. Chà bằng vỏ đình phụng, ok. Chất béo, nếu mà chúng ta ăn hàng ăn đồ mà béo vào nhiều, mỡ các bạn, mỡ nó tốn nhiều calori để nó tiêu thụ lắm. Người miền Trung ăn mặn thầy ạ. Đúng rồi, người cái khúc miền Trung thì ăn mặn nhiều, mà cái khúc miền Nam thì ăn ngọt nhiều, và cả hai cái đó đều không tốt. Ăn lạc là tốt nhất á. Những người ăn chay các bạn thấy không, họ ăn lạc không à, rất là tốt cho cơ thể. Bản thân mình thì cũng là người thuộc cái thuộc tiếp ăn mặn này, mình là dân miền Trung mà cũng là thuộc tiếp ăn mặn á. Vậy thì các bạn nên mua nước mắm rất là ngon, nước mắm loại nhất á, đừng có tiếc tiền. Tại thực sự là chúng ta ăn nó không có bao nhiêu đâu, đừng có tiếc tiền. Có anh Huy á, có anh Huy, anh Lê Huy á, anh đang bán nước mắm Phan Thiết á, và anh bán nước mắm Nhĩ á, vừa rồi anh tặng cho mình hai chai khoảng 1 lít á. Và ngon cực kỳ. Nước mắm Nhĩ đúng luôn, mình là dân nước mắm nên mình biết. Ý ở mình muốn nói là các bạn hãy mua nước mắm ngon. Nếu mà các bạn ăn mặn thì các bạn hãy mua nước mắm cực ngon để cái độ đạm nó nhiều, chứ các bạn đừng có mua nước mắm dở, pha quá chắc không. Hồi kia mình là người kinh doanh nước mắm, mình hiểu các bạn. Hồi xưa mình có hương nghiệm, mình kinh doanh nước mắm mà. Người ta pha quá chắc, nước mắm càng dở là quá chắc càng nhiều. Nước mắm càng ngon thì càng khó làm quá chắc. Các bạn hình vô chưa? Vâng, bạn Trúc ăn mặn hạn chế lại bớt em. Dĩ nhiên chúng ta không bỏ, nhưng mà chúng ta ý thức được rằng chúng ta hạn chế lại bớt. Ok, chào bạn Long. Rất vui làm quen với bạn Long. Bạn nhớ các bạn với mình nhé, nhớ inbox cho mình, chúng ta làm quen. Thầy đừng nhăn trán, cười nhiều hơn tao. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Trúc lò nước mắm, ok. Rất là tuyệt vời. Thịt cá có chất tăng trọng, ok. Những cái thịt heo và cá nuôi người ta bỏ chất tăng trọng vào thì chúng ta loại. Chúng ta tìm cá biển chúng ta ăn thì cá nuôi á, thường cá nuôi á là người ta những cái chỗ nuôi họ hay bỏ những cái thực phẩm họ cho chất tăng trọng thì rất là nguy hiểm. Hoặc là thịt heo nuôi được chất tăng trọng thì không có tốt. Cá biển á thì người ta bắt ở ngoài biển lên á thì tốt. Nên là nếu mà chúng ta ăn thì chịu khó chúng ta ăn cá biển. Còn thịt rồi chúng ta rõ nguồn gốc, còn nếu chúng ta không rõ nguồn gốc nó toàn là cái nước tăng trọng không thì không có tốt. Có anh Huy nước mắm nè, Phan Thiết ảnh mới cho các bạn số điện thoại. Ảnh là cái, các bạn hỏi ảnh cái dạng mà nước mắm Nhĩ nguyên chất. Nước mắm ảnh là đúng nguyên chất, mình là dân nước mắm nên mình biết. Vừa rồi ảnh tặng mình chai nước mắm, mình thấy ăn rất là tuyệt vời. Sắp tới mình hết rồi mình sẽ đặt ảnh 5 lít tiếp. Bởi vì nó rất là ngon, bởi vì ảnh đang bán nước mắm thật. Cái gì thì mình nói thật cái đó. Anh bán nước mắm ở đây đúng rồi. Nó là mình nói là các bạn chỉ cần mua cái một chai nước mắm thôi, nửa lít thôi, ăn cái nào cho nó hết, chỉ có chấm rau đồ thôi mà. Nó là cái nước mắm mà mình chấm ăn không được tiết kiệm nha, phải mua ngon 100%. Anh Huy bia luôn rồi. Ok, nói thôi, chia sẻ cho các bạn thôi, chứ nhiều lúc các bạn muốn mua nước mắm ngon cũng không biết mua ở đâu. Nó là có người thì mình cứ nói cho các bạn vậy. Chào bạn Trang Nhung, chào bạn Tùng, ok chưa. Vậy thì những cái thực phẩm mà có phun thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ là các bạn đừng có đụng tới nha. Làm sao chúng ta tìm ra được cái nguồn đó. Làm sao chúng ta tìm được cái nguồn đó. Các bạn nhận ra điều này chưa? Chúng ta những cái thực phẩm nào mà phun thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ là tuyệt đối nha, không được dùng tới, bởi vì cái dương chất nó còn tồn ở trong đó đó.
nó tại hàng ngày chúng ta bỏ vào cái miệng của chúng ta, nên là các bạn thấy chưa, ngoài cái việc ăn thực phẩm thì hàng ngày chúng ta phải gì, phải dùng những cái chất để chúng ta thải độc ra, uống nước lọc tốt này, uống nước trà xanh này, liên tục nó thải độc ra chúng ta là cái cơ thể chúng ta lớn lên nó bệnh. À, chúng ta vừa ăn thuốc vào nó bệnh lắm, chịu nổi. Sản phẩm mà sữa có nhiều đường nha, sữa mà có nhiều đường, các bạn uống sữa mà sữa lạc á, sữa có nhiều đường quá chúng ta hạn chế. Các chất phụ gia bảo quản là chúng ta phải loại. Các cái thực phẩm ăn nhanh, các cái thực phẩm nhanh và chiên, hạn chế ăn thực phẩm ăn nhanh và chiên. Thực phẩm ăn nhanh, các cái thực phẩm ăn nhanh, các quán thức ăn nhanh á, và chiên nó có dầu mỡ, nên các bạn hạn chế, cực kỳ hạn chế các bạn ơi. Ok, uống nước nước ngọt, các cái loại nước ngọt như Coca, Pepsi, nước ngọt đóng chai rồi đó, chúng ta hạn chế cực chẳng đã thôi. Mình cũng uống những cái đó, nhưng mà lâu lâu mình mới uống thôi. Mình rất là thích nước khoáng. Nước khoáng là tốt. Nước khoáng, nước suối khác nha các bạn. Bình thường chúng ta mua qua chai hoài là chai nước suối, còn nước khoáng là người ta để là nước khoáng thiên nhiên. Nước suối người ta để là nước, nên là, hoặc là người ta nói là nước lọc. Nước suối nó là một á, nước khoáng nó là khác. Nước khoáng nó là khác. Đặc biệt là các bạn con gái thì các bạn phải giữ cơ thể mình cho nó tốt, các bạn ăn uống. Thường thường là về ăn uống con gái chăm sóc nó tốt hơn. Con gái người ta chăm sóc tốt hơn con trai. Đặc biệt các bạn con gái thì các bạn phải chăm sóc cơ thể của mình nó tốt hơn. Những cái bạn nào mà ở nơi những cái nguồn nước mà mình mà bị ô nhiễm á, lên mà nước phèn đồ nhiều á, thì các bạn phải chuẩn bị cho cái việc uống một cái nước khác, đừng có ẩu uống cái nước đó vào chúng ta bệnh á, sau này chúng ta chữa bệnh đồ nhiều không có được đâu. Bạn nào mà nghiện cà phê quá, thuốc lá và rượu quá, thì các bạn cũng phải coi chừng. Cà phê thì nếu mà các bạn nghiện quá thì các bạn uống ít lại. Thuốc lá, bạn nào mà hút thuốc lá thì làm ơn bỏ đi. Dĩ nhiên chúng ta mà đang uống một ngày mà 20 điếu mà chúng ta bỏ liền thì không được đâu. Làm gì có vụ mà bỏ liền được, cơ thể làm sao nó chịu nổi. Chúng ta bỏ từ từ. Một ngày chúng ta hút 20 điếu thì ngày hôm sau chúng ta ráng cố gắng chúng ta hút 19 điếu thôi. Chúng ta nhín lại bớt điếu. Ngày sau nữa chúng ta cố gắng giảm đi 18 điếu để cái cơ thể chúng ta nó thích nghi từ từ. Ở em nước phèn không thầy ơi. Ok, nước phèn thì chỉ được tắm rửa thôi nha. Em phải chọn nước ăn, nước uống hoàn toàn khác nha bạn Phạm Trúc. Nguy hiểm. Chỗ nào, hoặc là nếu được thì bạn dọn đi chỗ khác ở. Nếu mà bạn đang ở trọ thì dọn đi chỗ khác ở. Chứ nước phèn nguy hiểm. Không được nha bạn Phạm Trúc ơi. Đó. Vậy thì vừa rồi mình dành thời gian mình chia sẻ cho các bạn cái cách làm sao chúng ta thải độc cái cơ thể của chúng ta ra. Và cái đây là cái chủ đề chia sẻ đầu năm, để chúng ta gì ạ? Chúng ta làm quen nhau, chúng ta kết nối nhau, chúng ta thải độc cơ thể mình, để đầu năm chúng ta rất là năng lượng. Tối mai, tối mốt chào bạn Thái Độ. Chào thầy, em muốn kinh doanh nước mắm nhỉ, thầy có thể cho em xin địa chỉ và bỏ giá được không? Ok. Bạn Thái Độ, em liên hệ với anh Huy. Anh Huy Lê. Em anh Huy Lê có còn online đó không? Làm quen với bạn Thái Độ đi. Hoặc là bạn lướt lên trên, bạn thấy anh Huy Lê, có số điện thoại của anh Huy Lê, bạn alo cho anh Huy Lê đi nha bạn Thái Độ ơi. Bạn cho số điện thoại của mình rồi đi, số điện thoại đi, hoặc là bạn inbox cho mình cái số điện thoại của bạn, bạn ở khu vực nào thì bạn comment xuống. Tối nay là cái live stream muốn giúp cho các bạn có một cái cơ thể rất là tuyệt vời đầu năm. Để chúng ta bắt đầu một cái năm mới với cơ thể chúng ta nó rất là sạch, thì năng lượng chúng ta nó rất là tuyệt vời và chúng ta sung mãn. Và hy vọng rằng một năm nay các bạn có sức khỏe rất là tốt. Sức khỏe là cái điều mà chúng ta quý giá nhất trên đời, mà không có gì mua được. Nên đó là lý do mà chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe của mình, chúng ta cần phải bảo vệ năng lượng của mình. Và mình rất là vui tối hôm nay các bạn đã chịu khó theo dõi cái đoạn live stream này. Và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn nhớ chia sẻ live stream này về cho nhiều người xem và làm quen với mình bằng cách inbox Facebook của mình nhé. Và bạn nào mà chưa có sách của mình thì các bạn có thể inbox cho mình mua hai quyển sách này, mỗi ngày một chút thôi.
và Vượt Biển Lớn. Đây là hai quyển sách của mình. Và thứ năm tuần này, mình có lớp khởi nghiệp kinh doanh miễn phí. Các bạn nào chưa đi học thì chúng ta sắp xếp đi học. Các bạn inbox cho mình. Thứ bảy chủ nhật tuần này mình có lớp làm chủ doanh nghiệp, học hai ngày liên tục. Các bạn các tỉnh thành khác nhớ chạy về học hai cái lớp này, hoặc không thì các bạn mua hai quyển sách của mình các bạn đọc, để chúng ta chọn cái cuộc đời làm kinh doanh, nó rất là tuyệt vời. Các bạn nhớ chia sẻ livestream này, các bạn nhớ các bạn với mình, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tối mai mình rảnh mình sẽ chia sẻ các bạn tiếp, và bắt đầu tối mai mình sẽ chia sẻ bạn về làm kinh doanh, ok chưa? Bắt đầu tối mai mình sẽ chia sẻ làm kinh doanh. Phải nói làm sao để cách làm sao chúng ta làm kinh doanh tốt, cách làm sao chúng ta ra khởi nghiệp, ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc bạn buổi tối vui vẻ, ngủ rất là ngon, và ngày mai nhớ thức dậy sớm tập thể dục nhé. Bye bye các bạn.